Nên sẽ chỉ các bạn một cách ăn mì tôm ngon hơn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ luộc một gói mì hào hảo trong vòng 1 phút, sau đó vớt ra cho ráo nước. Các bạn nhớ giữ có gia vị cho video sau nha. Nước sốt hôm nay của chúng ta gồm có thiệt là nhiều tương ớt, một muỗng đường, một muỗng nước mắm, một xíu hạt nêm và một lát chanh. Thế là xong. Công thức siêu đơn giản luôn phải không? Nhưng mà ngon lắm đó nha. Sau khi khuấy tất cả các nguyên liệu vào nhau thì chúng ta lấy cái mì hồi nãy mới luộc á, múc vào tầm 2 muỗng nước sốt, sau đó trộn đều lên. Tới đây là mì ngon lắm luôn rồi đó. Nhưng mà nếu các bạn muốn ngon hơn nữa thì hãy làm tới cuối video nha. Các bạn hãy đập một quả trứng gà, bỏ một xíu hành, sau đó đánh tan ra nha. Xong rồi đổ vào cái tô mì hồi nãy rồi trộn đều thì đều lên để cho các em mì và các em trứng được quấn quýt bên nhau. Hôm nay thì chúng ta sẽ chiên vừa bằng dầu ăn mà vừa bằng bơ luôn để cho cái món này nó thơm hơn. Mì của chúng ta đã chín rồi nè các bạn, cứ bật lửa lớn lên để cho cái bề mặt nó thiệt là giòn nha. Sau tầm 3-4 phút thì các bạn hãy flip nó lại và chiên cái mặt sau. Mình để hơi quá tay nên là em của mình có hơi châu Phi tí xíu, nhưng mà mặt sau thì vẫn rất là châu Á nha. Cuối cùng là trang sốt còn lại lên, xịt thêm một ít sốt mayonnaise, rắc thêm một tí hành phi là chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn nhớ cắt nhỏ ra rồi mới ăn chứ đừng có cạp luôn miếng miếng nha. Ngon xuất sắc luôn quá trời, mời các bạn ăn chung với mình.